6 màu xanh đây. Nhờ mì nấu kim hàng, xin mời anh tiếp tục. Cũng là số của năm xanh, số 3 màu xanh. Số 3 màu xanh. Viết chăm sóc ngôi nhà của bạn và một ô màu cuối cùng. Và tôi 45 tuổi, 4 cộng 5, số 9 màu xanh. Số 9 màu xanh. Càng mơ. Được. Anh Tấn nè, anh mãi mê suy nghĩ ngày tháng năm sinh của mình, nhưng mà giờ anh có nhớ sản phẩm của mình chưa nè? Nhớ hết chưa? Mình khoảng 9 giây. Không được thời gian quá lâu anh. 1, 2, 3, xong. Coi như anh trở về với chưa ngủ. Các bạn thân mến, sau khi ba người chơi của chúng ta lật những ô màu và biết phía sau những ô màu là những sản phẩm mà mình phải chọn. Và bây giờ thì các anh chị đã nhớ hết chưa? Và các anh chị biết là chúng ta sẽ có một phút 30 giây để bước vào siêu thị chọn những sản phẩm mà các anh chị vừa nhìn thấy. Các anh chị sẵn sàng chưa? 1 phút 30 giây bắt đầu. Sau khi ba người chơi của chúng ta bước vào siêu thị chọn những sản phẩm mà mình nhìn thấy trên bảng điện tử. Và bây giờ thì Dũng xin phép được kiểm tra xem trong giỏ hàng của họ có đầy đủ hay không nhé. Trước tiên thì Dũng phải coi giỏ hàng của anh Tấn có đầy đủ hay không nhé. Anh Tấn thì anh đã chọn được sản phẩm là sữa đậu nành Fami. Có một lốc sữa đậu nành Fami. Chúc mừng anh. Và anh đã mở được một ô may mắn và anh không cần phải chọn sản phẩm này. Cũng xin chúc mừng anh luôn. Và sản phẩm kế tiếp là nhôm minox kim hàng. Có một cái xô thật là đẹp. Và tiếp theo đó là Khang Minh tỷ viên nang. Có luôn. Và tiếp theo là sản phẩm Gift. Có một chai nước luôn. Tẩy rửa phòng tắm hoa cỏ. Xin cảm ơn anh. Và xin anh hãy chờ trong giây lát nha. Xin chào bạn Dân. Để xem các bạn chọn được những sản phẩm như thế nào nhé. Một điện thoại mobile. Bạn có không? Có một điện thoại mobile. Và xin chúc mừng bạn là bạn đã mở được một ô may mắn. Thì bạn không cần phải chọn sản phẩm trên quầy của siêu thị. Sữa đậu nành Fami. Sữa đậu nành Fami. Bella Laura. Có một Bella Laura. Khang Minh tỷ viên nang. Có luôn. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Xin chào Huy. Để xem Huy chọn như thế nào nhé. Trước tiên thì rau câu Việt Sogon. Bạn có hai sản phẩm. Xin mời bạn. Rau câu Việt Sogon có. Và bạn đã mở được ô may mắn, bạn không cần phải chọn sản phẩm. Và tiếp theo là Fami sữa đậu nành. Có Fami sữa đậu nành. Tiếp theo nữa là, đó là sản phẩm Khang Minh tỷ viên nang. Có luôn. Và sản phẩm cuối cùng đó là rau câu Việt Sogon. Có rau câu Việt Sogon luôn. Mà nói bạn nhớ cũng rất là dài. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kiểm tra giỏ hàng của các người chơi của chúng ta, và bây giờ thì Dũng xin phép được công bố số điểm mà các người chơi của chúng ta đã ghi được trong vòng 1. Anh Tấn, anh ghi được 5 điểm. Xin chúc mừng anh. Bạn Dân, bạn ghi được 5 điểm. Xin chúc mừng bạn. Và bạn Huy, bạn ghi được 5 điểm nhưng bạn là người về đầu tiên và bạn được giành quyền bước vào vòng 2 của chương trình siêu thị may mắn. Xin chúc mừng bạn. Tuy là anh Tấn và chị Vân không được may mắn ở vòng thi đầu tiên, nhưng mà ban tổ chức của chúng tôi sẽ tặng cho mỗi người chơi là 500 điểm tương ứng với phần quà. Và riêng bạn Huy, ban tổ chức của chúng tôi sẽ gửi tặng bạn 800 điểm để bước vào vòng 2 của chương trình siêu thị may mắn. Xin chào, Tuấn Anh và Ngọc Tiên rất vui được gặp.
sao rồi đúng không? Và chúng ta chỉ có 5 phút thôi, chúng ta hãy nhanh nhanh và để chúng ta về đến số 10, đó là người chiến thắng nha. Và bây giờ thì các anh chị hãy nhìn lên màn hình và chúng ta thấy được 30 sản phẩm trên đó. Trước tiên, xin mời anh Hà. Tôi chọn mobile. Điện thoại mobile màu xanh, xin chúc mừng anh. Chị. Dạ, tôi chọn nệm vàng thành. Nệm vàng thành màu vàng, chúc mừng em. Xin mời em. Em chọn gift. Gift. Ồ, màu xanh có quà tặng, xin chúc mừng anh nhé. Cảm ơn. Xin mời anh. Tôi chọn kim hàng. Nhờ mình ốc kim hàng. Ồ, màu vàng phải trừ một là bạn phải lùi về một bước, rất tiếc. Xin mời chị. Gip. Hiệu gip. Màu xanh, xin chúc mừng anh. Xin mời em. Nệm vàng thành. Nệm vàng thành. Màu đỏ, xin mời chị bước lên số 2. Anh. Tôi chọn gip. Gip. Màu đỏ, xin mời chị bước lên số 3. Xin mời chị luôn. Dạ, Nhật Hương ạ. Nhật Hương, màu vàng. Xin chúc mừng em bước lên số 2. Xin mời em. Em chọn Vedan ạ. Vedan ạ. Vedan. Màu xanh, xin chúc mừng anh. Xin mời anh Hà. Tôi chọn Văn Thành. Để em Văn Thành. Oh. Xin mời chị Vân. Dạ, Fami ạ. Fami, sữa đậu nành Fami. Màu xanh, xin chúc mừng anh Hà. Xin mời Thanh. Em chọn Vietconny ạ. Vietconny. Ồ, màu xanh cộng 2, 1, 2. Anh bước lên số 7. Xin mời. Tôi chọn rau câu Việt Xô. Rau câu Việt Xô Gold, màu vàng. Xin mời bạn Thanh bước lên một bước. Xin mời chị Vân. Dạ, nhôm kim hàng. Nhôm inox kim hàng. Màu xanh, chúc mừng anh. Số 8. Em chọn Nhật Hương. Nhật Hương. Màu vàng, xin chúc mừng em. Xin mời anh Hà. Tôi chọn hoa sơn, hoa cao sơn. Hoa cao sơn. Màu vàng, xin chúc mừng em. Xin mời chị Vân ạ. Nệm vàng thành. Nệm vàng thành. Màu vàng, xin chúc mừng em. Xin mời Thanh ạ. Lô xinh. Việt Honey. Dạ. Ô, màu đỏ nhưng mà trừ một. Xin mời chị Vân hãy lùi về một bước. Tôi chọn Fami. Sữa đậu nành Fami. Màu xanh, chúc mừng anh. Xin mời chị Vân. Bella. Bella Laura. Màu đỏ, chúc mừng chị. Xin mời bạn Thanh. Logging. Logging. Màu đỏ, xin chúc mừng chị. Xin mời anh Nguyên. Màu vàng, xin chúc mừng em. Xin mời chị Vân ạ. Dạ, Bella. Màu xanh. Wow. Xin chúc mừng anh, xin chúc mừng anh. Phải nói là anh về đến đích ngày hôm như bây giờ thì phải có công của chị Vân rất là nhiều. Cảm ơn chị Vân rất nhiều. Xin mời anh trở về vị trí cũ ạ, xin mời. Các bạn thân mến, sau khi vòng 3 kết thúc thì bây giờ thì chúng tôi xin chúc mừng anh Hà. Và trong quá trình mở những cái sản phẩm thì anh đã may mắn mở được ô quà. Và sẽ có phần quà là hoa cao sơn dành tặng cho anh. Chúc mừng anh. Và chúng tôi cũng xin chúc mừng anh. Anh là người thắng cuộc vòng 3 để bước vào vòng thi đặc biệt của chương trình Siêu thị may mắn. Và hai bạn gái của chúng ta tuy là không may mắn, nhưng mà ban tổ chức của chúng tôi sẽ gửi tặng mỗi bạn 500 điểm tương ứng với phần quà. Xin cảm ơn hai bạn đã tới đây tham dự chương trình. Và xin chúc cho hai bạn thật là vui vẻ nhé. Quý vị và các bạn thân mến, vòng 3 đã kết thúc và bây giờ Dũng xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bước vào vòng thi đặc biệt của chương trình Siêu thị may mắn. Một lần nữa Ngọc Tiên xin nhắc lại câu hỏi, món té là đặc sản của miền nào? A. Miền Trung. B. Miền Nam. C. Miền Bắc. Các bạn hãy nhớ đó, giải thưởng hấp dẫn 2 triệu đồng đang chờ đợi chúng ta, cùng với món quà của nhà tài trợ Nệm Vàng Thành. Thế nhưng để có được nhiều món quà đó, các bạn phải gọi điện thoại cho chúng tôi qua số tổng đài là 1900 1757 và làm theo hướng dẫn, hoặc là soạn tin nhắn đến với số 8340 theo cú pháp STMM khoảng cách X. Trong đó STMM là siêu thị may mắn và X là đáp án của bạn. Các bạn hãy nhanh tay lên gọi điện thoại và nhắn tin về cho chúng tôi. Và các bạn nhớ nhớ là có nhiều câu trả lời. Các bạn càng gọi điện thoại nhiều và càng nhắn tin nhiều thì cơ hội trúng.
Chào đón quý vị và các bạn cùng đến với vòng thi đặc biệt mang tên Ô Cửa May Mắn. Và trước khi bước vào vòng thi đặc biệt thì chúng tôi cũng xin nói thêm quý vị và các bạn thân mến là trong năm 2008 thì chương trình Siêu Thị May Mắn sẽ thay đổi một chút xíu, sẽ mời DJ Minh Quang sẽ đứng trực tiếp chơi live tại chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay để chào đón anh. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến những giai điệu thật là sôi động để chào đón anh Hà bước vào vòng thi đặc biệt. Ôi hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thanh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chậm dừng. Chân giúp tôi chọn nhé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ta luôn mong sao ai cũng gặp điều may mắn, nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Siêu thị may mắn, ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan. Không gian bao la thanh thản khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dù. Chân giúp tôi chọn nhé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai cũng gặp điều may mắn, nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ai nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai cũng gặp điều may mắn, nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Xin cảm ơn các bạn, ba chàng trai trong nhóm 39 độ C. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào vòng thi đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Anh Hà, cảm giác của anh như thế nào bây giờ? Dạ, tôi rất là vui. Rất là vui hả? Và có bao giờ mà anh đứng trên một sân khấu và có nhiều khán giả và có nhiều đèn và mọi người đang nhìn anh thì có bao giờ chưa ạ? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên? Dạ. Lần đầu tiên đứng mà anh không run gì hết, không hồi hộp gì hết? Cũng có hơi chút xíu. Có hơi chút xíu đúng không nào? Và anh đã sẵn sàng để bước vào vòng thi đặc biệt của ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng. Rồi. Và trước khi bước vào vòng thi đặc biệt thì chú Dũng xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy lắng nghe thể lệ của cuộc chơi nhé. Xin mời. Với năm ô cửa may mắn, người chơi sẽ có cơ hội nhân đôi số điểm với ô cửa thấp hơn số điểm mình đang có, hoặc bị chia đôi nếu ô cửa cao hơn số điểm người chơi đang có. Số điểm khởi đầu là 1.000 điểm cược mà người chơi đạt được ở vòng thi sản phẩm may mắn. Năm ô cửa đó sẽ là ô 300 điểm, 500 điểm, 3.000 điểm, 16.000 điểm. Và ô 3 số 0 là ô bị chia đôi và ngừng cuộc chơi. Người chơi cũng bị chia đôi số điểm và dừng cuộc chơi nếu mở vào ô cửa 16.000 điểm khi người chơi chưa đạt trên 5.000 điểm. Chúc bạn may mắn. Và bây giờ thì anh hãy nhìn lại phía sau thì anh thấy rõ ràng là chúng ta có 5 ô cửa, mà mỗi ô cửa phía sau cửa thì có những sản phẩm rất là có giá trị, và bên cạnh đó thì có những số điểm mà đem lại may mắn cho anh, nhưng mà có những số điểm không mang lại may mắn cho anh. Anh có sẵn sàng chưa? Dạ, đã sẵn sàng. Và anh có muốn là chúng ta bước xuống gần khán giả hơn, và nơi đó có gia đình, có bạn bè và có tất cả khán giả sẽ ủng hộ anh thật là nhiệt tình để anh sẽ chơi tốt trong ngày hôm nay không ạ? Dạ, muốn. Muốn đúng không? Dạ. Xin mời anh. Khi mà rời sân khấu bước xuống đây gần khán giả, gần người thân hơn thì cảm giác của anh như thế nào? Đỡ hồi hộp hơn. Đó, cảm giác dễ chịu hơn đúng không? Dạ, đúng. Và hôm nay thì anh Hà đến đây cùng với ai ạ? Dạ, tôi đến đây cùng với vợ tôi và hai đứa con. Với dạ, anh. Dạ. Và hai người con của anh. Và chị ở đâu ạ? Xin chào chị và hai cháu. Và hôm nay thì phải nói là anh có một cái hậu phương thật là vững chắc, ở nhà có nếp và tẻ đầy đủ hết đúng không nào? Thật là hạnh phúc dạ, dành cho anh. Xin chúc mừng anh. Dạ. Dạ, bây giờ thì anh hãy hướng về sân khấu. Và nơi đó thì có 5 ô cửa đúng không nào? Và có hai cô người mẫu đang mặc những cái bộ áo thật là đẹp đang chờ đón anh. Và anh hãy mở những ô cửa và hãy chọn những ô cửa nào có những số nhỏ nhất và mang lại may mắn cho anh. Bây giờ anh đã chuẩn bị chưa? Dạ, chuẩn bị rồi anh. Chuẩn bị rồi. Và trước khi chọn ô cửa thì anh có cần phải sự tư vấn của bà xã hay là các cháu ở nhà không ạ? Tôi nghĩ là tôi chọn ô số thì chắc ở nhà cũng đồng ý.
cũng giống như tôi. Nói chung là hai vợ chồng của anh rất là đồng lòng đúng không nào? Dạ, đã nhất trí. Rất là ăn ý. Nói chung là đã làm công tác tư tưởng ở nhà đúng không? Vâng, giờ bây giờ xin mời anh hãy chọn trong năm ô cửa đó, xin mời anh. Tôi chọn số 3. Số 3, lý do tại sao anh chọn số 3 vậy anh hả? Vì con kêu tôi chọn số 3, con trai tôi kêu chọn số 3. Con trai anh? À, cái ngày sinh của nó. Con trai rồi con gái nữa, hai cô cậu này rất là dễ thương, rất là trắng trẻo mập mập dễ thương lắm. Nghe lời con đúng không? Bố nghe lời con. Không, vì cái số 3 là ngày sinh của con trai thôi. Ồ, ngày sinh hả? Xin chúc mừng anh nhé. Và đặc biệt là cháu sẽ rất là hạnh phúc khi mà bố chọn những cái ngày sinh để mà chọn cái số đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chuẩn bị nhé, không thay đổi đúng không? Không thay đổi. Dạ. Bây giờ xin mời bạn hãy mở ô cửa số 3. Rau câu Việt Sô Gôn. Sản phẩm rau câu bột được chiết xuất từ rong câu Hải Phòng trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt độ tinh khiết hoàn hảo nhất, thanh nhiệt rất tốt, hàm lượng iốt cao ngăn ngừa bú cổ. Sản phẩm đầu tiên của Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Và bây giờ thì bạn hãy cho tôi biết là số điểm trên tấm bảng là bao nhiêu à? Wow! À, bạn dùng cái ngón tay xinh xắn của bạn để che cái số đầu tiên. Anh thấy hồi hộp không ạ? Hồi hộp. Và bây giờ xin mời bạn Quỳnh Thư hãy lấy ngón tay xinh xắn đó ra nào. 500 điểm. Cảm ơn. Xin chúc mừng anh. Phải nói là mới mở ô cửa đầu tiên đã mang lại may mắn cho anh rồi. Và số điểm của anh được nhân đôi, anh sẽ có 2.000 điểm. 2.000 điểm. Và anh có nghĩ là mình sẽ dừng cuộc chơi tại đây không để bảo toàn cái số điểm của mình? Tôi tiếp tục cuộc chơi. Và bây giờ xin mời anh chọn. Tôi hỏi ý xíu. Hỏi ý, xin mời anh. Và bây giờ thì anh Hà muốn hỏi ý cậu con trai và cô con gái và chị ở nhà. Dạ, thưa chú là số 2. Số 2 đúng không? Còn chị số 2 luôn. Và không biết khán giả đây là muốn giúp anh Hà chọn số mấy à? Số mấy hả? À? Số 5 đúng không? Số 5, số mấy à? Số 4, số 2. Nói chung là nhiều quá, không biết chọn như thế nào. Bây giờ là quyền quyết định cuối cùng là anh. Tôi nhất trí chọn số 2. Nhất trí chọn số 2. Không thay đổi, không thay đổi, không hối hận, không hối hận. Tôi có hai đứa con. Thầy lắm. Nhưng mà đôi khi thì cũng ngoài dự đoán lắm anh. Biết đâu anh sẽ 21 có thêm một cháu nữa thì sao? Cái đó thì không biết được, hên xui thôi. Đó, chính vì vậy Dũng mới nói anh là không nói được, đúng không nào? Và bây giờ thì xin mời bạn Quỳnh Thư hãy mở ô cửa số 2. Mobile M360, màn hình 1.77 inch, chức năng FM radio, MP3, MP4, ghi âm người gọi đến, quay phim không giới hạn, hỗ trợ Bluetooth, thẻ nhớ ngoài, chức năng WAP 2.0, Mobile M360, đơn giản và tinh tế. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty Vũ Hoàng Hải. Và bây giờ thì bạn Hải khoan cho tôi biết số điểm đó nha. Khoan, bạn Hải úp lại đi, tôi sẽ dành cơ hội cho khán giả. Mời anh. Xin mời em sẽ đoán là ô cửa số 2 sẽ là bao nhiêu điểm ạ? Em nghĩ ô cửa số 2 sẽ là 16.000. 16.000 đúng không? Không thay đổi. 3.000. 3.000 cuối cùng. Và bên đây ạ, chị đoán bao nhiêu ạ? 3.000 điểm. Không được, tại vì trùng với cô bên kia rồi, bạn bên kia rồi. 300. Chị quyết định là một lần cuối giùm cho Dũng. 5.000. 3.000. 5.000. Còn anh thì anh sẽ mong cái số điểm là bao nhiêu ạ? Tôi mong số điểm là 300, nhưng mà tôi nghĩ là chính là điểm số điểm 3.000. Rất là mong 3.000. Mong là 300. Và bây giờ xin mời bạn Quỳnh Thư hãy mở cho tôi xem nào. Rất tiếc anh à. Xin cảm ơn chương trình. Tiếc quá.
Nói chung là tiếc quá. Và tôi tiếc luôn cho cả bạn nữa. Hồi nãy bạn đón 16.000 mà bạn không giữ. Nói chung là bạn quyết định là bạn phải chụp ngay lấy cơ hội, đúng không nào? Và anh thì không sao, thì số điểm anh sẽ được chia đôi, anh sẽ còn lại 1.000 điểm. Và 1.000 điểm với những phần quà, nói chung là đây là một cái kỷ niệm vui cho anh tới chương trình Siêu Thị May Mắn. Nhưng mà chưa hết đâu, Dũng sẽ còn những cơ hội dành cho khán giả. Và bây giờ chúng ta sẽ dành ô cửa số 1. Và bây giờ thì Trung Dũng xin mời các bạn hãy đoán ô cửa số 1 là có bao nhiêu điểm trong đó ạ. Xin mời bạn. Em đoán là 300 điểm. 300 điểm đúng không? 300. Bên đây. Chị em đoán 3 số 0. 3 số 0. Vậy bây giờ xin mời Quỳnh Thư hãy mở ô cửa số 1. Sữa đậu nành mè đen Vinasoy là sự kết hợp tuyệt vời giữa đậu nành và mè đen thiên nhiên, tạo nên hương vị độc đáo và bổ dưỡng. Sản phẩm mới của công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy. Và số điểm là bao nhiêu hả Quỳnh Thư? 300. Và chúng tôi sẽ có một phần quà dành cho bạn. Xin cảm ơn bạn. Xin mời bạn xuống đây nhận quà. Xin mời bạn xuống đây. Xin mời bạn nhận. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta còn cơ hội nữa. Dũng sẽ dành cơ hội dành cho các bạn nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành ô cửa số 5. Ô cửa số 5 sẽ là bao nhiêu điểm đây? Ô cửa số 5 sẽ là bao nhiêu điểm đây? Xin mời chị. Em đoán ô cửa số 5 là 3 số 0. 3 số 0? Dạ. 3 số 0. 3 số 0, xin mời chú ạ. Thì còn lại chắc 3.000. 3.000. 3 số 0, 3.000. Ai sẽ nhận được phần quà của chương trình Siêu Thị May Mắn đây? Xin mời Kim Tuyến. Trời, sản phẩm làm bằng sắt chất lượng cao, mẫu mã đơn giản kiểu dáng đẹp là sự lựa chọn tốt nhất cho sân vườn nhà bạn. Sản phẩm của siêu thị nội thất Phú Sinh. Và số điểm là bao nhiêu? 3.000. Xin chúc mừng chú, xin mời chú xuống đây để nhận phần quà của chương trình nào. Xin cảm ơn chú rất là nhiều, xin mời chú. Và bây giờ thì chúng ta còn ô cửa số 4. Và Dũng cũng muốn biết là trong ô cửa số 4 là những sản phẩm gì, đúng không nào? Anh, xin mời. Xin mời bạn Kim Tuyến ạ. Máy lạnh treo tường Alaska. Công suất 2 mã lực kiểu dáng hiện đại. Lốp máy chất lượng cao, tiết kiệm điện năng. Hàng nhập khẩu nguyên kiện do siêu thị điện máy Hòa Bình phân phối. Số điểm sẽ là bao nhiêu? 3 số 0. Vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta phải dừng cuộc chơi tại đây. Và Dũng rất là tiếc là anh cũng chia tay hơi sớm. Nhưng mà không sao, đây là một cái kỷ niệm khi mà anh đến tham gia chương trình Siêu Thị May Mắn. Xin cảm ơn anh. Và xin chúc cho anh và gia đình thật là nhiều hạnh phúc và sức khỏe. Xin cảm ơn chương trình. Và bây giờ thì xin mời anh bước về sân khấu để nhận phần thưởng của anh nhé. Kết thúc cuộc chơi đặc biệt thì anh Hà của chúng ta đã ghi được số điểm đó là 1.000 điểm. Chúc mừng anh. Quý vị và các bạn thân mến, và nhân đây thì Trung Dũng cũng xin cảm ơn các công ty đã hỗ trợ chương trình để mà hoàn thành tốt ngày hôm nay. Trước tiên là máy tính tiền Lý Phú Vinh và phần mềm Ericsson của công ty CIC và nhãn hàng thời trang Mezzo, và đặc biệt là công ty nệm Dạng Thành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào tuần sau nhé. Xin chào.